Xin mời quý vị và các bạn theo dõi vòng đặc biệt của trò chơi chung sức hôm nay với hai thành viên của đội Ông Tiểm. Xin mời hai bạn. Chào hai bạn. Chào anh. Hai bạn sẵn sàng giành lấy 10 triệu đồng của vòng này nhé. Trả lời cho tốt. Dạ. Dạ. Đạt cho nhiều điểm. Hai bạn làm sao mà đạt được 200 điểm trở lên thì sẽ chiến thắng. Các bạn có 5 câu hỏi, ai trả lời trước, ai trả lời sau? Em trả lời trước. Mời bạn vào bên trong chờ đợi. Bạn có tất cả là 20 giây để trả lời 5 câu hỏi này. Bạn cứ tranh thủ cho tốt nha, tranh thủ thời gian tốt. Câu hỏi nào mà theo tôi là bạn thấy là khó trả lời, chưa tìm ra được một câu trả lời nhanh thì bạn cứ nói cho qua. Những câu đó tôi sẽ tự động đọc lại khi thời gian còn. Và đồng đội của bạn đang ở bên trong không nghe được những câu trả lời của bạn ở ngoài này. Đó là luật của trò chơi chung sức trong vòng đặc biệt. Bây giờ bạn sẵn sàng nhìn về phía trước, tập trung, nghe rõ, trả lời nhanh. Thời gian 20 giây dành cho bạn chỉ bắt đầu được tính sau khi tôi đọc xong, đọc dứt câu hỏi thứ nhất. Bạn nghe cho kỹ rồi trả lời nhanh nha. Chỉ câu 1 tôi đọc chậm thôi, còn mấy câu sau tôi đọc nhanh, cố gắng nha. Theo bạn, để trở thành một copywriter giỏi, copywriter là người viết các câu quảng cáo đó, thì cần có tố chất nào? Sáng tạo. Giới trẻ ngày nay khi chọn việc làm thường chú ý đến điều kiện nào? Lương. Học sinh sinh viên muốn đi du học thì có thể tìm thông tin tại đâu? Các trung tâm tư vấn du học. Hãy cho biết một công việc có thời gian làm việc linh động. Bảo hiểm. Khoản tiền nào mà phụ huynh thường đóng cho nhà trường vào kỳ họp đầu năm? Tiền học phí. Hỏi trả lời rất là nhanh và tôi thấy rất hay. Bây giờ chúng ta quay lại đây xem bạn ghi được bao nhiêu điểm. Mời bạn. Từng câu trả lời của bạn sẽ hiện ra trên bảng điểm này cùng với số điểm của nó. Và bây giờ chúng ta xem câu thứ nhất. Theo bạn, để trở thành một copywriter giỏi, có nghĩa là người viết các quảng cáo hay á, thì cần có những tố chất nào? Bạn đã trả lời là sáng tạo. Với đáp án này, bạn nghĩ rằng bao nhiêu người nghĩ giống bạn? 30 anh ạ. 30 à. Khảo sát. 35. Bạn đoán không đúng rồi, có nhiều hơn đấy. 50 nhiều hơn 50. Câu thứ hai, giới trẻ ngày nay khi chọn việc làm thường chú ý đến các điều kiện nào thì bạn đã trả lời là lương. Khảo sát. 32 điểm. Đây đó. Câu thứ ba, học sinh sinh viên muốn đi du học thì có thể tìm thông tin ở đâu thì bạn trả lời là trung tâm tư vấn du học. Chỗ này đông không? Đông. Đông lắm hả? Dạ. Đấy, chắc là điểm cao. Khảo sát. 25 điểm. Trả lời rất giỏi. Câu thứ tư, hãy cho biết một công việc có thời gian làm việc linh động thì bạn trả lời là bảo hiểm. Công việc có thời gian làm việc linh động không có giờ giấc gì hết trơn. Dạ, làm muốn giờ nào cũng được. Bảo hiểm. Làm bảo hiểm thì là bất kỳ giờ nào mình cũng có thể tư vấn cho người ta được. Dạ, đi giờ nào cũng được hết. Bạn có từng làm bảo hiểm không? Đã từng anh. Từng làm bảo hiểm gì? Bạn rất là kinh nghiệm gì chuyện này phải không? Khảo sát. 5 người đồng ý với bạn. Câu thứ 5, khoản tiền nào mà phụ huynh thường đóng cho nhà trường vào kỳ họp đầu năm thì bạn đã trả lời là học phí. Đầu năm họp vô là phải thủ tục đầu tiên, đó là số bạc. 39 người đồng ý với bạn. Rất hay. Như vậy mà bạn đã dành hơn 50% số điểm, 136 điểm, và phần còn lại là 64 điểm thôi. Rất nhẹ nhàng cho đồng đội của bạn. Bây giờ mời bạn về tiếp tục hy vọng để cho đồng đội của bạn làm việc thật tốt nè. Mời thành viên thứ hai. Chào bạn. Bạn vui không? Rất vui anh ạ. Vui không? Dạ, mọi người đang vui chia sẻ với bạn. Dạ. Bạn thấy thế nào, cảm giác như thế nào? Cảm giác là tự tin không? Nói chung là vào nó cứ nghe nhạc rồi là bây giờ là tâm hồn mình là lân lân sảng khoái. Bạn mà nghe đồng đội bạn trả lời bạn còn bay bổng lên luôn. À, thì là... hay lắm. Bây giờ bạn tiếp tục hay như là đồng đội của bạn nha. Hay hơn nữa là càng tốt. Bạn chỉ cần hay cỡ phân nửa đồng đội bạn là... Rồi, hy vọng là như thế anh. Nào đứng thẳng. Bạn có 25 giây để trả lời 5 câu hỏi mà tôi đã hỏi đồng đội bạn. Bạn có nhiều hơn 5 giây là bởi vì bạn không được trả lời trùng ý với đồng đội của mình trong bất kỳ câu hỏi nào. Đó là một việc làm khó. Vì vậy cho nên là bạn có nhiều hơn 5 giây. Khi bạn trả lời trung một đáp án nào đó, bạn sẽ được nhắc nhở bởi tín hiệu. Đó là tín hiệu báo rằng đáp án của bạn không được chấp nhận. Bạn hoặc là phải thay ngay đáp án khác, hoặc là bạn phải nói cho qua để tôi đọc tiếp câu hỏi khác. Và câu hỏi bạn cho qua tôi sẽ tự động đọc lại khi thời gian còn cho phép.
rõ rồi chứ. Bạn sẵn sàng trả lời nhé. 25 giây dành cho bạn chỉ bắt đầu được tính sau khi tôi đọc dứt câu hỏi thứ nhất. Vì vậy bạn bình tĩnh, tôi đọc chậm câu thứ nhất cho bạn nghe để bạn trả lời cho nó tốt câu này nhé. Dạ. Theo bạn, để trở thành một copywriter giỏi, có nghĩa là người viết các câu quảng cáo giỏi đó, thì cần có tố chất nào? Trả lời. Năng động. Giới trẻ ngày nay khi chọn việc làm thường chú ý đến điều kiện nào? Môi trường làm việc. Học sinh sinh viên muốn đi du học thì có thể tìm thông tin tại đâu? Đại sứ quán. Hãy cho biết một công việc có thời gian làm việc linh động. Nghiên cứu thị trường. Khoản tiền nào mà phụ huynh thường đóng cho nhà trường vào kỳ họp đầu năm? Tiền hội phụ huynh. Tôi đã trả lời xong 5 câu hỏi rất là nhanh. Và bây giờ chúng ta quay lại để xem đội của bạn có chiến thắng hay không. Bạn tin rằng mình trả lời tốt không? Tôi tin là đội tôi sẽ chiến thắng. Chiến thắng. Quay lại này. Bạn có 136 điểm sẵn trên bảng do đồng đội của bạn ghi rồi. 64 điểm cho 5 câu trả lời. Hoàn toàn có quyền hy vọng. Câu thứ nhất. Theo bạn, để trở thành một copywriter giỏi thì cần có tố chất nào? Bạn trả lời là năng động. Và bao nhiêu người đồng ý với bạn đây? Khảo sát 5 người. Trong lĩnh vực này thì người ta cần sự sáng tạo. Sáng tạo. Rất sáng tạo à, ý tưởng cho thật là độc đáo để đưa ra những cái câu quảng cáo cho thật hay. Thành ra là chỉ có 5 người đồng ý với bạn thôi. Và đồng đội của bạn đã ghi số điểm cao nhất, 35 người đồng ý với đồng đội của bạn với ý tưởng sáng tạo. Câu thứ hai, giới trẻ ngày nay khi chọn công việc thường chú ý đến điều kiện nào? Thì bạn trả lời là môi trường làm việc. À, bao nhiêu người đồng ý với bạn? Khảo sát 24. Rất cao. Chúc mừng bạn. Và câu này thì điểm cao nhất đã thuộc về đồng đội của bạn, đó là lương. 32 người trả lời là lương. Khi các bạn trẻ tìm việc làm thì điều người ta chú ý nhất, điều kiện chú ý nhất, quan tâm nhất đó là lương. Lương bao nhiêu? Câu thứ ba, còn 35 điểm nữa thôi. Học sinh sinh viên muốn đi du học thì có thể tìm thông tin tại đâu? Bạn đã trả lời là ở đại sứ quán. Cứ là muốn đi du học là sọc vào đại sứ quán hỏi. Không, nhưng mà đại sứ quán thì cũng có tổ chức những cái tư vấn du học đúng như bạn nghĩ. Nhưng mà xem là bạn có bao nhiêu người đồng tình nhé. Khảo sát 2 người đúng rồi. Vậy thì bạn còn 33 điểm cho 2 câu trả lời nữa. Ở câu thứ 3 này, đồng đội của bạn ghi được 25 điểm rất cao. Bạn thì ghi được điểm thấp nhưng mà số điểm cao 35 điểm với câu trả lời là tìm việc làm, tìm những thông tin ở trên trang web internet. Nhiều người nghĩ như thế. Câu thứ 4, hãy cho biết một công việc có thời gian làm việc linh động. Bạn đã trả lời là nghiên cứu thị trường. Và câu này điểm cao không? Khảo sát 5 điểm. Nghiên cứu thị trường 5 điểm. Bảo hiểm 5 điểm. Ôi trời ơi, còn 28 điểm nữa mới chiến thắng. Và câu thứ 4 này, bạn biết cái số điểm cao nhất là bao nhiêu điểm không? Đó là 36 điểm. Câu thứ 4 điểm cao nhất là 36 điểm. Nghề tiếp thị. Nghề tiếp thị. Tại sao không nghĩ ra cái chuyện đó? Công việc bạn đang làm. Còn 28 điểm nữa. Thôi cứ hy vọng là câu thứ 5 này được 29 điểm. Có thể vậy được không? Có thể. Có thể. Chắc chắn. Chắc chắn. Bao nhiêu điểm câu cuối cùng được vậy? Khoản tiền nào mà phụ huynh thường đóng cho nhà trường vào kỳ họp đầu năm? Bạn đã trả lời là tiền hội phụ huynh. Mấy điểm? 28 điểm. Mấy điểm? 28 điểm. 28 điểm. 1, 2, 3, 10. Còn 12 điểm nữa mới chiến thắng. Thưa quý vị và các bạn, như thế là chiến thắng ở vòng chung cuộc. Dòng đặc biệt không thuộc về đội ông Tiến. Và chương trình chung sức cho đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và công ty Đông Tây phối hợp thực hiện tuần này xin được phép kết thúc. Cảm ơn Vitamil đã cùng chung sức với chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Và hẹn gặp lại 8 giờ tối thứ ba tuần sau. Xin chào.